Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay, gồm những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1, nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2015. Hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 10 khóa 11. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ. Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phần cuối mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục gặp gỡ tháng 3. Gặp gỡ ông Lê Hồng Phụng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng 28 tháng 3 và 5 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Đảng bộ và chính quyền thành phố long trọng tổ chức lễ kỷ niệm vào lúc 19 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2015 tại quảng trường 28 tháng 3 thành phố Bảo Lộc. Chương trình bắt đầu sau lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3. Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng 28 tháng 3 và 5 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc và đón nhận huân chương lao động hạng nhất vào lúc 19 giờ cùng ngày. Với chương trình nghệ thuật truyền thống gồm 2 phần, phần 1 chủ đề những năm tháng hào hùng và phần kết thúc dựng xây ngày mới tươi đẹp và nghi thức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng 28 tháng 3, 5 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đặc biệt là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối cùng ngày. Đây là dịp để cán bộ nhân dân thành phố Bảo Lộc ôn lại truyền thống đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, địa phương Bảo Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần vào đại thắng 30 tháng 4, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Bảo Lộc. Trong chặng đường 40 năm qua, tạo niềm phấn khởi tự hào trong cán bộ nhân dân thành phố, nhân dịp nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Qua đó tiếp tục phấn đấu xây dựng thành phố Bảo Lộc ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm chính trị khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Thông báo này phát hành rộng rãi trong cán bộ nhân dân thành phố biết để tham dự. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 3, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2015. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Quốc Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị và các xã phường đã tham dự. Quý 1 năm 2015, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm GDP tăng 12% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá cao. Hoạt động thương mại, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch từng bước phát triển. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 112 triệu USD. Tổng mức đầu tư xã hội đạt hơn 3.111 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 1.091 tỷ đồng, bằng 16% so với chỉ tiêu đề ra. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, các đối tượng chính sách cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hội nghị đã thảo luận, thống nhất và thông qua các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2015 với các nội dung trọng điểm như
tập trung tăng trưởng công tác phòng chống hạn trên cây trồng, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác thu ngân sách để đạt kế hoạch đề ra, thực hiện đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ 28 tháng 3 năm 1935, 28 tháng 3 năm 2015. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Hồng Phùng, Bí thư Thành ủy đã đến dự và chúc mừng nhân dịp này. Buổi lễ nhằm ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ trong các phong trào thi đua yêu nước. Hiện nay, tỷ lệ dân quân tự vệ toàn thành phố đạt 0,94% so với tổng dân số. Hàng năm được huấn luyện đầy đủ các nội dung theo quy định, nên chất lượng tổng hợp của dân quân tự vệ nói riêng và lực lượng vũ trang thành phố nói chung không ngừng được nâng cao. Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thành phố vững mạnh rộng khắp, trong thời gian tới sẽ chú trọng đến việc kiện toàn đội ngũ có bản lĩnh chính trị và trình độ năng lực. Xây dựng dân quân tự vệ gắn chặt với xây dựng cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị với sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2015, Thành đoàn Bảo Lộc tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2015. Ông Dương Kim Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự buổi gặp mặt. Phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ cả nước, 84 năm qua, tuổi trẻ thành phố Bảo Lộc vượt qua khó khăn thử thách, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thu hút tuổi trẻ đến với các phong trào hành động cách mạng, phù hợp với thanh niên. Vào thực tế hôm nay, trong năm 2014, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu cho đảng, 200 đoàn viên cho đảng xem xét kết nạp và đã có 24 đảng viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Đến nay, thành phố cơ bản đã xóa thôn, tổ dân phố trắng đoàn, trắng hội. Đóng góp của đoàn viên thanh niên, thành phố Bảo Lộc góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Năm 2014, Đoàn Thanh niên Bảo Lộc nhận cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lâm Đồng. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa 11 cho đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, đảng viên 60 chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc đã nghe đồng chí Lê Xuân Nhận, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, trình bày những nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương 10 khóa 11, đồng thời đi sâu phân tích 15 vấn đề lớn của dự thảo báo cáo chính trị. Được biết, theo kế hoạch của Thành ủy Bảo Lộc, việc tổ chức quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 sẽ được tổ chức tại các đảng bộ xã phường, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp từ nay đến cuối tháng 3 năm 2015. Theo đó, tất cả cán bộ, đảng viên cần nắm vững hiểu rõ những nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện Đại hội 12. Trong quá trình tổ chức quán triệt, cần định hướng những nội dung và vấn đề cần góp ý cho các văn kiện Đại hội 12. Việc góp ý sẽ được tiến hành đồng thời với việc góp ý cho các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ cung cấp. Vừa qua, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức diễn đàn trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ đoàn chuyên trách của 12 huyện thị. Diễn đàn xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, nên những vấn đề của thanh niên luôn được đảng và các cấp lãnh đạo quan tâm. Diễn đàn được tổ chức để lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại diện thanh niên toàn tỉnh nhân 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối thoại với các cán bộ đoàn chuyên trách về những vấn đề của thanh niên ở từng địa phương như phát triển và xây dựng đảng trong đoàn viên thanh niên, giáo dục lối sống tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên các địa phương, tập trung vào chương trình giảm nghèo trong thanh niên ở các huyện khó khăn. Cũng tại diễn đàn, các cán bộ đoàn cũng đã chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình, hy vọng thông qua diễn đàn thanh niên sẽ được tạo điều kiện trau dồi kỹ năng, tri thức, sức khỏe để trở thành lực lượng tiên phong, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát trên website baoloconline.lamdong.vn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 3 năm 2015, Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Lộc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu thành viên năm 2015 và kỷ niệm 20 năm hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phùng Ngọc Hạp dự và phát biểu chúc mừng. Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Lộc Sơn đi vào hoạt động từ năm 1995 với nhiệm vụ huy động vốn và cho thành viên vay để phát triển sản xuất, phục vụ đời sống. Đến cuối năm 2014, quỹ đã phát triển được hơn 9.000 thành viên, tăng gần 1.900 thành viên so với năm 2013. Trong hoạt động kinh doanh, quỹ đã huy động được hơn 63 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ. Nâng tổng số vốn điều lệ lên hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao. Huy động tiền gửi đạt hiệu quả với cơ chế lãi suất linh hoạt và được sự tín nhiệm của khách hàng. Tổng số dư tiền gửi đến nay đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Dư nợ cho vay 356 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,99% tổng dư nợ. Trong công tác sử dụng nguồn vốn, hầu hết đều tập trung cho vay thành viên và gửi tổ chức tín dụng khác, với cơ cấu cho vay thành viên gồm 40% cho vay nông nghiệp, 60% cho vay công thương nghiệp và dịch vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề của địa phương. Cũng trong năm 2014, Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Lộc Sơn đã thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước hơn 3 tỷ đồng, hỗ trợ các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương hơn 400 triệu đồng. Cùng với hoạt động kinh doanh, đơn vị còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn với 100% có trình độ cao đẳng và đại học chuyên ngành. Từ đó giúp cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Lộc Sơn đã khen thưởng những cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong năm 2014. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2015, Trường Trung học Phổ thông Lộc Thanh long trọng tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đánh dấu quá trình xây dựng và trưởng thành của một trường trung học phổ thông vùng ven. Thành lập từ năm 1985, với tên gọi ban đầu là trường cấp 2-3 Lộc Thanh, toàn trường hiện có 28 lớp học và gần 1.000 học sinh, tăng gần gấp 2 lần so với ngày đầu thành lập. Hiện nay, trường Trung học Phổ thông Lộc Thành đạt 5 trên 5 tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường được xây dựng theo đúng quy định tại điều lệ trường phổ thông. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo số lượng, cơ cấu khá hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng lên, chất lượng giáo dục học sinh tăng dần theo từng năm học. Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường được đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Đặc biệt, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội ngày càng nhận được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể và các tổ chức trong quản lý và giáo dục học sinh ở trong nhà trường và ngoài cộng đồng. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2015, Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp nghề khóa 9, khóa 10 và lớp Điện công nghiệp khóa 3, niên khóa 2012-2015. Trong niên khóa vừa qua, được sự quan tâm hướng dẫn giảng dạy nhiệt tình của thầy, cô giáo trong nhà trường, học sinh, sinh viên các lớp Trung cấp nghề niên khóa 2012-2015 đã phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong học tập để tiếp thu kiến thức, kỹ năng và tích lũy các môn học theo yêu cầu để được cấp bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề. Đây là điều kiện thuận lợi để học viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại các cơ quan, công ty đóng trên địa bàn trong và ngoài thành phố. Tại buổi lễ, Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc cũng đã khen thưởng 3 học viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học Lộc Châu 1 tổ chức chương trình Ngày hội Thiếu nhi khỏe tiến bước lên đoàn với sự tham gia của gần 600 em học sinh. Ngày hội diễn ra trong không khí hào hứng sôi nổi gắn với hoạt động ôn lại truyền thống ngày thành lập đoàn và các hoạt động bổ ích ý nghĩa như biểu diễn văn nghệ, múa hát tập thể, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động vui tươi năng động, khỏe khoắn như nhảy ba bố, kéo co, đổ nước vào chai.
Đây là sân chơi lành mạnh để nhà trường tuyên truyền giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 84 năm xây dựng và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Bảo Lộc, để các em thêm niềm tự hào, yêu quê hương, tích cực phấn đấu trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Ngày hội thiếu nhi khỏe tiến bước lên đoàn còn là sân chơi bổ ích để các em thiếu nhi trường tiểu học Lộc Châu 1 được giao lưu, thể hiện và rèn luyện sức khỏe qua các hoạt động thể dục thể thao, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi trong trường học. Tối ngày 25 tháng 3, tại nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bảo Lộc, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức khai mạc giải bóng rổ quốc gia nam nữ năm 2015. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trọng Tuấn dự và phát biểu chào mừng. Giải bóng rổ vô địch quốc gia nam nữ năm 2015 có hơn 140 vận động viên với 12 đội tham gia, trong đó có 7 đội nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Bình Thuận, Hậu Giang, Phòng không Không quân, Trà Vinh và Sài Gòn Heart. 5 đội nữ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Quảng Ninh và quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm với 31 trận đấu, dự kiến giải sẽ kết thúc vào chiều ngày 2 tháng 4 năm 2015. Giải được tổ chức hàng năm nhằm kiểm tra phong trào bóng rổ, tình hình xây dựng lực lượng của các địa phương, ngành, tạo điều kiện cho các đội bóng giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ và chuyên môn, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự SEA Games và các giải đấu quốc tế. Trong quá trình 40 năm hình thành và phát triển với những chuyển đổi trong kinh tế nông nghiệp, Bảo Lộc ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành sản xuất, chế biến, sản phẩm trà với thương hiệu trà Bờ Lao đang từng ngày vươn ra thị trường thế giới. Thành công ấy phải kể đến sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhiều thương hiệu trà trên mảnh đất Bờ Lao. Thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng. Bảo Lộc được nhiều người biết đến với sản phẩm trà mang tên trà Bờ Lao. Trải qua những thăng trầm của lịch sử hình thành và phát triển nguồn nguyên liệu, cũng đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất và chế biến trà tại vùng đất này. Tuy nhiên, với chính sách mở cửa, cải cách kinh tế của nhà nước, sự mạnh dạn và năng động của nhiều doanh nghiệp tư nhân đã giúp cây trà của Lâm Đồng nói chung và Bảo Lộc nói riêng có một sức sống và tầm cao mới. Từ những năm 90 cho đến nay, cây trà Bảo Lộc vẫn tiếp tục phát triển về diện tích và sản lượng. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những vùng sản xuất tập trung chuyên môn hóa cao. Gắn sản xuất nguyên liệu với công nghiệp chế biến đáp ứng thị trường trong và ngoài nước. Đa phần, nghề làm trà Bờ Lao đã thành nghiệp cha truyền con nối với những tên gọi cũ của những người kế nghiệp đời thứ ba, thứ tư. Khoảng một thập kỷ gần đây, xuất hiện rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước tìm đến trồng trà để làm giàu và họ đã thành công. Một trong những doanh nghiệp tâm huyết nhất với cây trà đã thực sự đóng góp một vai trò quan trọng trong việc vực dậy ngành công nông nghiệp đặc trưng truyền thống của Bảo Lộc, Lâm Đồng là công ty Tâm Châu. 15 năm hình thành và phát triển của Tâm Châu chưa phải là một chặng đường dài so với nhiều thương hiệu trà truyền thống trên đất Bờ Lao. Tuy nhiên, Tâm Châu đã tìm ra hướng đi đúng đắn trong việc chuyển đổi cây giống, đầu tư trồng và chế biến trà ổ long cao cấp, áp dụng quy trình trồng và chăm sóc sạch, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất nông nghiệp Việt Gáp, theo một quy trình khép kín. Với nhà máy trang thiết bị hiện đại và 2 nông trường rộng 400 hectare, hiện nay Tâm Châu được đánh giá là doanh nghiệp
có quy mô đầu tư trồng và chế biến trà ô long tập trung lớn của tỉnh Lâm Đồng. Thương hiệu Tâm Châu được khẳng định với hệ thống phân phối rộng trên khắp cả nước, tại những kênh bán hàng và siêu thị lớn, đáp ứng được những thị trường và khách hàng khó tính. Hiện nay thì với thương hiệu trà ô long Tâm Châu, thì bên công ty đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn phát triển hệ thống nhà máy mang tính chất hiện đại. Cho nên hiện nay sản phẩm của Tâm Châu đã được tất cả du khách trong và ngoài nước biết đến. Chúng tôi tin tưởng rằng trong những thời gian sắp tới đây sẽ mãi mãi được ghi dấu vào lòng khách hàng, và thương hiệu này sẽ luôn luôn khẳng định được đẳng cấp của người tiêu dùng. Và đó chính là bí quyết thành công của Tâm Châu Bảo Lộc nói riêng và của thương hiệu trà Bảo Lam nói chung. 40 năm hình thành và phát triển, 5 năm thành lập thành phố, Bảo Lộc đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp với nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi đã thực sự đem lại nguồn lực kinh tế cho địa phương. Trong đó có cây trà với thương hiệu trà Bờ Lao đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận vào năm 2009. Thương hiệu trà Bờ Lao qua 5 kỳ lễ hội trà từ năm 2008 đến nay là niềm tự hào, sự kỳ vọng của các doanh nghiệp sản xuất chế biến trà, cũng như lãnh đạo địa phương đối với sự phát triển của cây trà Bảo Lộc. Những đóng góp to lớn của cây trà đối với sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trong các năm qua thì đã có những cái chuyển biến tích cực. Ở trong đó phần lớn các doanh nghiệp có quy mô chế biến đạt được các cái chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam về cái quy trình công nghệ. Nhiều cái doanh nghiệp ở trên địa bàn của thành phố cũng đã có những cái bước phát triển một cách là toàn diện, từ cái đầu tư vào nông nghiệp để hình thành các nông trường với cái quy mô tương đối lớn như Tâm Châu, Phước Lạc. Đấy, một số các cái doanh nghiệp của Đài Loan ở trên địa bàn cũng đã đầu tư các cái vùng nguyên liệu để chủ động cho nguyên liệu chế biến. Thì chúng tôi nghĩ rằng để mà phát triển cái ngành chè có cái đóng góp lớn cho địa phương trong cái tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và đóng góp vào ngân sách thì phải có những cái nỗ lực nhiều hơn nữa của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới cần phải tiếp tục thực hiện cái định hướng xây dựng cái vùng nguyên liệu theo định hướng là nguyên liệu chất lượng cao, sản phẩm an toàn, xây dựng cái công nghệ và đổi mới công nghệ tốt hơn nữa để có những giá trị thương phẩm đối của chè Việt Nam, chè Bảo Lộc, chè Lâm Đồng đủ cái năng lực cạnh tranh đối với lại các cái sản phẩm khác. Đó là cái định hướng chung của thành phố. Cùng với hoa Đà Lạt, cà phê Di Linh, thương hiệu trà Bờ Lao đã góp phần tôn vinh giá trị sản phẩm nông nghiệp, đề cao chất lượng hàng Việt, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội cho sản phẩm trà Bờ Lao mở rộng thị trường và đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thưa ông, được biết vào tối ngày 28 tháng 3, tại quảng trường 28 tháng 3, thành phố Bảo Lộc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng và 5 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc. Đây cũng là dịp thành phố đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật của thành phố từ sau ngày giải phóng đến nay ạ. Ở dưới sự lãnh đạo của thị ủy T29 và tỉnh ủy Lâm Đồng, nhân dân của Bảo Lộc cùng với lực lượng vũ trang đã thực hiện cái nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc ngày 28 tháng 3, Bảo Lộc hoàn toàn giải phóng. Huyện Bảo Lộc đã được thành lập đến nay 40 năm qua các cái chặng đường phát triển. Năm 1994, Bảo Lộc đã trở thành thị xã. Năm 2009, Bảo Lộc được công nhận là đô thị loại 3 và
2010 là thành phố trực thuộc tỉnh. Với sự phát triển trong vòng 40 năm, Bảo Lộc đã có những chuyển biến rất đáng kể và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục và xây dựng thành phố có những cái thay đổi về hạ tầng một cách đồng bộ và tạo được một cái diện mạo mới cho cái đô thị Bảo Lộc của chúng ta đến hôm nay. Có thể nói những cái thành tựu đáng kể trong thời gian qua, nhất là 5 năm 2010-2015, để chúng ta đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ tư. Cơ bản thành phố Bảo Lộc đã hoàn thành được 14 trên 14 cái tiêu chí quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa và bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng có những bước phát triển và vững mạnh. Cùng với sự kiện quan trọng này thì thành phố đang tập trung phấn đấu để xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020. Vậy thì việc nâng cấp thành phố Bảo Lộc lên đô thị loại 2 đến nay đã đạt được bao nhiêu tiêu chí thưa ông? Trong những năm qua, thành phố phấn đấu để vừa hoàn thiện các cái tiêu chí đô thị loại 3, vừa phấn đấu để tiếp cận với lại các cái tiêu chí của đô thị loại 2. Qua hơn 4 năm phấn đấu thì đến nay thành phố đã đạt được 19 trên 27 cái tiêu chí của đô thị loại 2. Có thể nói trong 19 cái tiêu chí mà thành phố đã đạt được thì có những cái tiêu chí hết sức là quan trọng. Đó là cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế với mức tăng trưởng bình quân 14,5% năm, và cơ cấu kinh tế của thành phố đã đạt được mức là 82% giá trị sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp còn ở mức 12%. Thành phố cũng đã phát triển và thể hiện cái vai trò chức năng của đô thị trung tâm không chỉ ở cái phía Nam mà còn có sức lan tỏa với các cái vùng khác. Từ những bước phát triển về kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội thì chức năng đô thị của thành phố về đầu tư hạ tầng thì chúng ta cũng đã có những cái bước hoàn thiện đáng kể. Thì trước hết là cái lĩnh vực giao thông đã có sự phát triển đồng bộ đối với các cái trục đường chính, giao thông đối ngoại và phát triển cái giao thông đến các cái vùng ven, các cái khu vực dân cư nông thôn. Bên cạnh đó, cái đầu tư về các cái cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa cũng được đầu tư xây dựng mà từng bước hoàn thiện. Về cái đời sống dân cư và các cái tiêu chí của dân cư đô thị thì chúng ta vừa đạt được ở cái mức là bảo đảm được cái diện tích bình quân về nhà ở, các cái công trình hạ tầng của các cái khu dân cư và những cái mức độ tăng trưởng phát triển về lĩnh vực y tế giáo dục thì chúng ta cũng đã tiếp cận với lại các cái tiêu chí của đô thị loại 2. Vâng thưa ông, thì vậy thì định hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong những năm tới là gì và thành phố làm thế nào để đạt được những mục tiêu đó thưa ông ạ? Với cái yêu cầu xây dựng thành phố phát triển toàn diện theo định hướng bền vững về kinh tế thì sẽ có những cái định hướng để chuyển từ phát triển chiều rộng sang phát triển chiều sâu, bảo đảm được cái mức độ tăng trưởng bình quân hàng năm theo cái giá so sánh của năm 2010 ở cái mức là 8,9% cái tăng trưởng. Thành phố đặt ra 14 cái chỉ tiêu quan trọng trong cái tăng trưởng kinh tế của 5 năm tới, phấn đấu để bảo đảm cái mức tăng trưởng GDP
bình quân đầu người là từ 70-75 triệu đồng. Trong năm đến năm 2020 và hoàn thiện được các cái tiêu chí của đô thị loại 2 đối với lại thành phố ở cái thời điểm khoảng năm 2020. Bên cạnh đó thì thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ về phát triển văn hóa xã hội để Bảo Lộc cũng trở thành một cái trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, cái trung tâm để mà thu hút và chuyển giao khoa học mà công nghệ kỹ thuật, với một cái mong muốn chung là Bảo Lộc sẽ quyết tâm nâng cao cái năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn kết, đổi mới, dân chủ, xây dựng thành phố phát triển bền vững. Vâng, xin cảm ơn ông. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Để theo dõi lại nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.